Side of the map on the fields, it's the dark. Where the man is the dark Saigon. Welcome to the city of sin. In the streets, kids grow to be men. Cops chase kids racing on their bikes at 110. Get boss to do it again. Watch where you walk, hide all your chains. Look to both sides, checking not to be seen. Act like all traffic. Yo, what up? Chào buổi sáng mọi người và chào mọi người đã quay trở lại từ một blog Andy Vũ nữa. Thì blog ngày hôm nay nó đặc biệt hơn những cái blog ngày khác. Thì blog ngày hôm nay tôi sẽ bị đổ máu. Thì đổ máu như thế nào? Thì các bạn cũng biết là cái blog mà bữa mình đi Tattoo Convention nó bây giờ đã gần được 2 triệu view rồi. Thì mình không ngờ là cái chủ đề xăm nó lại hot trong cái blog của mình đến như vậy. Thì ngoài hồi đó giờ là ngoài xe ra, thì các bạn cũng hỏi về cái hình xăm mình rất là nhiều. Tại vì khi mà mình đặt cái khuôn mặt của mình lên cái blog, cái camera lúc nào nó cũng hiện cái hình xăm ra trước đó. Thì mình là một người rất là thích xăm từ lúc nhỏ rồi. Thì sau này cái goal của mình, cái mục tiêu của mình là bích người. Và hôm nay thì mình sẽ chính thức làm một blog về xăm tại Việt Nam. Ok các bạn, thì hồi đó giờ mấy cái hình này là trên người mình đa số là xăm bên Mỹ. Nhiều do bạn mình xăm, do thằng Lê xăm. Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại, cũng có một vài hình nữa mình xăm tại Việt Nam nữa. Nhưng ngày hôm nay thì mình sẽ chính thức quay blog về hình xăm tại Việt Nam cho các bạn coi luôn. Hôm nay thì cái phần mình xăm sẽ là cái phần bụng hơi bị thốn đó. Ok, let's go. Các bạn, bây giờ mình đang có mặt tại số 237. Mấy 237 Trần Hưng Đạo đúng không? Đúng rồi, chính xác. 237 Trần Hưng Đạo B Lucky Tattoo để chuẩn bị lên hình cho cái bụng của mình. Và đây là một nhân vật xăm mình mà cũng nhìn giống mình luôn. Hai anh em luôn. Nói đi về mặt kêu giống. Giống không? Hỏi thiệt các bạn giống không? Từ vậy mà có người lộn một này với mình hoài luôn á. Nhiều người lộn luôn mà một nhiều người lộn luôn á. Đúng rồi. Con Phương nó cũng nói tôi giống ông đó. Các bạn thấy chợ Bến Thành không? Tụi mình đang lấy cái khung cái này để mà ghép vô cái phần background của cái tấm hình mà mình chuẩn bị xăm trên bụng. Thợ xăm này là một trong những người xăm đầu tiên tại Việt Nam luôn. Đúng không? Có thể nói là vậy. Có thể nói là vậy. Đâu bên nào đâu? Bên đây hả? Đây. Sao mình này năm 2010. 2010. Thì có sao mà nói vậy, sự thật nó sự thật thôi. Để chủ shop tên gì không giới thiệu mẹ vậy, ngồi bấm hoài à. Tên gì? Đức, Đức đẹp trai. Đức đẹp trai. Ừ. Đức làm nghề xăm này bao lâu rồi? Khoảng 10 năm. Tính từ cái hình đầu tiên luôn hả? Đây, cái thợ này nó có 10 năm trong nghề. Có hồi ai xăm cho mình, Đức xăm luôn hả? Cái đầu thì mình tự xăm mấy hình nhỏ nhỏ trên người thôi. À. Sau này mình mới gặp nhiều anh em mình tự nhỏ nhỏ. À. Đi nhiều nơi. Bây giờ có một câu hỏi nè, nhiều người chưa xăm ta hay hỏi nhiều nhất. Trả lời thiệt luôn. Xăm có đau hay không? Nếu mà hỏi thiệt mình trời đau chích mẹ. Đau chích mẹ luôn đó các bạn, nào kêu không đau đau. Giờ kiến cắn vậy đó. Ừ. Một đàn nó cắn một lúc rồi đó. Chó cắn vậy. Chó cắn. Mà 10 con chó cắn cùng lúc. Không, 2 con thôi. 2 con hả, là đủ đau rồi. Còn đối với mình nó như kiến cắn vậy á. Lúc đầu kiến cắn, rồi lúc sau khoảng chừng 1-2 tiếng sau như dao đâm vậy á. Nó đâm lòi ruột luôn. Phần nào là phần đau nhất trong cơ thể? Thì cái phần mà có da non nè, cột xương
dân kinh đi qua nhiều thì sẽ có cảm giác đau cái bụng đúng không? Đúng rồi. Là hôm nay là mình sẽ rất đau luôn các bạn, mình sẽ hy sinh cái bụng của mình, chảy 1 lít máu để xăm mình cho các bạn coi. Đây thôi các bạn, đây là cái lý do mà mình muốn lấy cái background cho Bến Thành ở trên cái giữa Sài Gòn chút xíu. Đó. Còn bên hai bên hồng nữa sẽ là lúc đầu á là anh này đã design cho mình là 2 cái bông hồng, nhưng mà mình thấy 2 bông hồng nó bê đê quá, mình lấy 2 cái bông sen cho nó nghệ chút xíu, cho nó Việt Nam chút xíu, cho nó Phật giáo chút xíu các bạn hiểu không? Thiết kế ngay tại chỗ luôn, mì ăn liền, nhanh gọn lẹ. Mà học cái này cũng là một cái vấn đề á. Nhưng mà những cái này nó giúp nó công cụ giúp mình làm công việc mình tốt hơn. À. Tốt nhiều luôn á. Vậy mốt design tụi mấy cáo đi cha. Dễ không đúng không? Tại vì nhiều người mình nói cái cách mình làm ra tao không hình dung được không? Đúng rồi. Mình làm ra cho tao dễ hình dung hơn. Vì lên cơ thể mà ai cũng muốn cho nó rõ ràng. Mày đưa hình cho khách coi trước thì hay hơn đúng không? Cái hình mà ông chủ shop này xăm luôn nha các bạn. Có mấy chỗ khác cũng xăm giống vậy luôn mà lúc có hồi nó ra cái hình nó nhìn nó không thật. Như là kiểu cái này cũng hình 1 lần 2 cái luôn á. Đồ má chịu đau, chịu đau tốt vậy. Ủa má thứ này năm mấy tội ta. Thứ này hả? Ghê hả? Má nhìn hai câu lên đảo ha. Này hai cái phụ cuối quay nè. Quay game nè. Má kinh thiệt. Cái cây này khoảng làm khoảng mấy tiếng? 4 tiếng. Một cây á. Mà cái này để biết làm cái outline làm sao luôn. Cười. Má đấy là chịu xăm chữ thành phố Hồ Chí Minh, nãy ông xăm chữ Sài Gòn hả? Đụng má ghét, đụng má, thi đụng má quên. Đéo hết ba, đụng má Sài Gòn nó original. Ừ, nó original. Sài Thành nghe như đụng má Sài Gòn nó ừ. Sài Thành nghe như đụng má giận đậu vậy, lên Sài Thành. Ở đây mình xài sao mực nhập hết đúng không? Thì nói chung là mình xài để thấy như là tốt nhất thôi. Rồi nhập hết. Bông sen có màu không? Thì theo nhu cầu thì là black and gray hết. Okay. Black and gray luôn rồi. Tại người tôi nhiều màu quá rồi. Tan vỡ thật rồi. Tại sao nó cho? Làm cái xét lấy một cái nó hết được.
Nhẹ tay cho bác sĩ. Yeah. Và đây là Southside, nơi tiếng nói người dân bằng con số 0. Thằng chiến thắng là thằng về nhà và rồi quay lại với số đông. Cũng đừng cố công, kiếm tình yêu thứ bảy cao nhớ là số phòng. Công trình cao ốc những giấy hoàn công, nhưng rồi sau đó lại đổ móng. Bởi vì phong bì từ chỗ trống, kết cấu bên trong còn lỗ hổng. Nói chung mấy chú vẫn đéo hiểu ý là phải làm hài lòng cổ đông. Cũng đừng có chống chế, thống chế, coi chừng bị khống chế. Nếu bạn có nhiều cần lựa cho ví thì đéo có gì là không thể. Cãi cả danh tiếng, công chuyện và bằng tốt nghiệp. Nếu không kịp là được kế tiếp thì suốt đời là thằng thất nghiệp. Bằng cấp thiệt nó đéo cần biết, thứ cần thiết là bully bear. Nói chung mọi chuyện đều được giải quyết, nhưng mà rất tiếc là ở đường xa phải biết chính miệng. Ở đường chính diện thì còn tính chuyện sau này. Nếu chưa xếp xanh cho bài ăn chích điện thì đừng cố kiện nha mày. Bởi vì tất cả đều là công vụ và vũ khí chỉ là công cụ. Cũng chẳng có ai kê bài giải thích trừ kê micro ở phòng thu. Phúc chỉ xã hội là một khoảng tối, nếu phải càng nói thì càng sáng. Là một chủ đề tiên tu bất tận và muôn đời vẫn được bàn tán. Nhưng mà chỉ bàn chứ không phương án, và trời cũng kẹt qua chỗ khác. Nên điều duy nhất dân đen nên làm là trù tụi nó bị tổ chát. Như khác ở chỗ các cứ đổ lên cổ đã còn được xấu. Tổ cha với thằng bô bô để cho thanh niên tụi tao được tự lộ. Mấy bố từ nổ năm nay lại vượt chỉ tiêu rồi bắt phải dựng bộ. Đọc xong tờ báo đảm bảo chữ thề địch vẽ tao về với đường phố. Số 4 luôn. Sau 4 tiếng chịu đắng nuốt cay hy sinh về nghệ thuật thì đây là cái thành quả của mình. Bời quá là chuyện hết nổi luôn. Hay giả thuốc này nè. I know. It's the worst part. When it's done, yeah. You fucking wipe that shit. Out of here, ngon nhất. Quá phát sao. Sao anh thực hiện tác phẩm này xong anh thấy như sao? Thấy bình thường. Tại sao lúc đầu anh đưa tấm hình lên nó ít chi tiết hơn? Ừ, chút xíu à. Xong rồi từ anh đánh càng ngày anh càng suy nghĩ, anh nhảy số, sao anh đánh hết mẹ cái bụng tôi luôn rồi. Khuyến mãi anh. Khuyến mãi à. Không mà. Mà nhưng mà mấy cái cuối freehand đẹp ha. Sài Gòn là chỗ mày thường khóc, nơi mà bệnh viện và nhà tù nằm sát bên trường học. Mười đường xấu mày chọn trong khoảng 10 ngày đường chết. Thiệt là hết cách rồi sao, còn lại là bộ quy và lết. Và tao giết người đâu cần xuống với dao. Khi mà mày đứng trước bộ giáo dục thì đéo ai đứng với tao. Tao là một, là điên, là duy nhất. Điệp mẹ thằng nào chờ cao tao tán một phát là vợ mất. Thì lúc đầu á, nó chỉ có cái chi tiết là cái chợ Bến Thành với lại số này thôi, với lại hai cái bông hoa thôi. Nhưng mà lúc mà đánh xong mấy cái mà outline là cái mấy cái đường line bên ngoài thì anh này anh có freehand thêm mấy cái này cho mình, mấy cái background nó làm cho tấm hình nó liền thôi, đúng không? Hai cái này làm cho anh này nó thêm đều hơn, đúng không? Thiếu hai khúc này thì nó thiếu một chút, nhìn nó không có liên kết. Đúng rồi, giờ nó liên kết luôn rồi, giờ máu chảy quá trời luôn rồi. Thôi chùi cho con cái đi anh ơi, đau quá. Ủa rồi mấy cái hình xăm này về mình xăm xong rồi mình bảo quản nó làm sao, mình giữ nó vệ sinh như thế nào? Thì về mình cứ tắm rửa bình thường ha. Không bôi sổ trực tiếp lên. Còn mà tắm rửa bình thường không sao, ngày 3-4 lần cũng được không sao. Mình có cần sức mấy cái gì lên không? Không cần thiết đâu. Okay. Vì da nó dễ bị kích ứng á, nó sẽ dễ nhiễm trùng. Cái đó là mỗi người mỗi ý, nhưng mà kinh nghiệm mình xăm nhiều á là các bạn khỏi cần sức gì hết, chứ vệ sinh nó sạch sẽ là giữ nó thoáng mát là được rồi. Cái quan trọng nhất là hạn chế đụng tay không. Okay. Vì tay mình rất là dơ, nhiều vi khuẩn mình đụng vô cái nhanh là lâu lại. Mình cho cua đụng vô là được rồi.
chơi vú đụng vô hay đụng tay nhiều khi mình móc đít hay mình đụng móc cua rồi đúng không? Ok. Yo, và một lần nữa đã cảm ơn tất cả các bạn đã coi cái vlog này và make sure các bạn check out cái địa điểm mà mình đã xăm ở đây. Mình để tất cả những cái information, location, tên người xăm, số điện thoại liên lệ để cho mọi người nào có nhu cầu cần thì đến tới đây. Thì mình sẽ trả lời một số câu hỏi mà các bạn đã đặt ra cho mình. Nếu cái hình xăm đầu tiên của anh là cái gì thì cái đó mình không có tiện nói. Còn thứ hai là anh có hối hận sau khi xăm hay không. Thì mình nói với bạn một lý dụ đơn giản thôi. Mình chỉ có một cuộc sống để mà sống thôi. Nếu mà mình không sống vì mình thì mình sống vì ai? Hãy làm tất cả những gì bạn muốn, vì chúng ta đã ở trong một cái thế giới gọi là tự do. Tụi mình nghĩ gì, tụi mình làm gì. Bất kể một cái hình xăm trong người đều có mang đến cái ý nghĩa riêng của cái hình xăm nó cho mỗi người đó. Cho nên thích là làm. Và hình xăm bây giờ 29 rồi, nó không còn liên quan tới những cái khác nữa. Đây là một nghệ thuật và chúng ta nên tôn trọng nó. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp các bạn vào vlog kỳ sau. Peace, motherfucker.